Rồi. Sâu là ngõ là chị... Bắt đầu vốc. Chưa gì. Hôm nay đập hộp con màn hình tên chưa nghe bao giờ. Nghe nói 24 27 U27 này. 4K. Dòng này dòng Ultra HD. Giá hơn 2 triệu. Cái này là ba mấy thông số của nó, nghe cũng vẻ anh em nói là màn hình này cũng được. Cho rộng ra. Quay rộng ra chứ vậy màn hình to này mà mình quay gần thì bấm 15 góc rộng. Cũng góc rộng mờ. X1 rồi. Màn hình phải nói bây giờ rẻ đúng không? Quá rẻ. Hơn 2 triệu quá rẻ. Nhưng mà trong đó đi mượn cái màn hình của cái thằng bịt mẹ không đáng 500 nghìn mà nó kể suốt. Nên là nghiến răng mua cái màn hình này. Nhịn ăn, nhịn bia, nhịn các kiểu. Nhớ ngày xưa mà ở thời ngày xưa ấy, mẹ nhà mà mua được cái tivi ấy, hiểu không? Cả xóm sang xem. Cả xóm sang xem là mẹ đây đập hộp cái gì. Bây giờ thì là mẹ chịu sò hết, đang này là hàng lướt rồi nhá. Hàng lướt rồi thì rồi. Hàng lướt xách tay. Mình cứ bỏ ra, chúng ta tự làm được. Úi giời. Ai là để chân, giải chân. Để sắt đấy. Đấy. Đây thì là có thêm nguồn này. Dây nguồn này, dây HDMI. Chân đế cũng khá là to. Đấy, bây giờ lắp cái này lên. À, chân đế bằng thép. Chân đế bằng thép luôn. Cáp. Nguồn. Nguồn ở đây thì có nguồn này. Mấy con ốc để vặn chân máy. Mẹ mất mấy con ốc này là cũng rất việc phết. Mẹ mất công ship đi mua 5 xịt. Mua ốc 10.000. Đấy là cáp HDMI. Cáp này đều với xịn không? Cáp phổ. Cáp phổ, cáp mềm lắm, đéo ăn thua. Nhưng mà giá hơn 2 triệu màn hình mà 4K này là ngon phết rồi đấy. Nó bảo hành bảo tỏi các kiểu. Màn hình con này là 24 inch. Ultra 4K vào dòng Ultra HD xịn sò phết đấy. Con đeo là anh kể đấy, có thể này. Đấy anh kể cái gì nhỉ? Tôi vít to ở ngoài đang kéo ngoài. Đây của nó nhét thế này. Chuyện đi nó nhét kiểu gì. Rồi tôi vít thì con này thì là có một cổng 4K 60Hz, một cổng HDMI 4K 30Hz. Dòng HDMI này là 2.0 này. Có một cổng DP này. Cổng này dùng cổng com này. Cắm tai nghe, nguồn. Cái này 24 inch bé nhỉ? 27, 24. Để xem thông số nào. U24. U27 thế gì? Dòng 27 inch. 27 inch. 12W. Medicine China. Thông số thì ở đây nó không ghi rõ lắm này. À đây có cái gì?
dòng 4K Ultra HD 3000 độ phân giải 3840 x 2160 thế là 2160 này là ngon rồi đó. Thế được rồi. Đấy, có jack ra tai nghe headphone là 3.5. Cái này được rồi. Lắp chân con này đi nào. À đây. Chưa hiểu con này lắp kiểu gì. Chân này để như này à? Để như này nhá. Cái này như này để sao rồi? Nó là để như này chứ. Trong hộp còn gì đâu. Trong hộp hết rồi. Còn đây thì chân nó để như này. Sao nó đi ra nó phải có một cái lên như này hiểu không? Chắc là thiếu một cái thanh này. nó phải có cái lên như này chứ. Hiểu không? Có một cái chắc là thiếu. Nó chuyển thiếu cho mình nhờ. Nó mới rơi phát xuống xem có cái gì nó rơi bắn ra không nhỉ? À, chị sò phết. Lắp con này đó, nó rất chắc chắn. Thì ở đây thì là nó không có ốc nhỉ, ở cái này là không có ốc hiểu không, ở cái đây là không có ốc này. Nó cho 4 con. 4 con có đây rồi. Mình sẽ lắp cái này trước, nó 2 con dài ở phía dưới. Hai con dài ở phía dưới lắp mà. Đồ phụ kiện này cảm tưởng như mới tinh hết. Máy này cũng cảm tưởng như là mới luôn. Ốc ngon. Túi này dài quá. Đẹp luôn.
có nguồn thì mình chưa thấy có tín hiệu nữa. Bây giờ mình lên xanh nhá. Bây giờ là phải test qua một tí đã thì bắt đầu mới. Bây giờ soi màn hình này chủ yếu là soi cái LCD nhá anh em nhá. Nhưng mà phải nói màn hình cũng không phải là quá đẹp. Lại bị mất này, hiện tượng này hiện tượng gì? Anh em